có nhà lãnh đạo thì người ta coi tiền là chủ chốt, tức là tài chính là chủ chốt. Vì vậy và họ coi con người là phương tiện. Tức là nếu như tôi bỏ tiền ra thuê anh mà anh không làm được, anh biết tôi tìm thuê người khác hết. Vì vậy không có vai trò con người ở trong này, không có vai trò của con người lòng tốt ở trong này nhé, mà chỉ là vai trò của đạt được mục tiêu của tổ chức thôi. Cho nên nguyên tắc tôi trả anh 40 triệu thì anh phải làm cho công ty tôi 60 triệu. Đấy là nguyên tắc. Vì vậy tôi đo mà anh làm cho công ty tôi chỉ có 40 triệu nhưng anh lĩnh lương 40 triệu, có nghĩa là anh đến đây anh làm cho anh ăn, chứ có đâu có phải anh làm cho tổ chức đâu. Mà tôi là nhà lãnh đạo thì tôi phải đạt được mục tiêu của tổ chức cơ mà. Anh biết. Còn ra ngoài đời tôi với anh là bạn và tôi sẽ giúp cho anh tốt lên. Đấy là việc của tôi. Còn trong tổ chức này thì anh là một mảnh ghép và anh không mang lại cái lợi ích cho tổ chức thì anh biết. Thầy có thể nói qua những phẩm chất của nhà lãnh đạo và như thế nào là một nhà lãnh đạo tốt ạ? Em rất cảm ơn thầy, chúc thầy luôn mạnh khỏe. Vâng, cảm ơn anh. Người tốt nó khác với nhà lãnh đạo tốt nha. Cho nên khi anh nhìn thấy hình ảnh một người tốt, anh không được đồng hóa với một nhà lãnh đạo tốt. Vì sao? Nhà lãnh đạo tốt là nhà lãnh đạo họ đạt được mục tiêu của tổ chức. Tóm lại nha, nhà lãnh đạo tốt là nhà lãnh đạo họ làm cái công việc mà đạt được mục tiêu của tổ chức với ít nguồn lực nhất, đạt mục tiêu tổ chức với ít nguồn lực nhất. Trong đó nguồn lực là gì? Tiền bạc. Nguồn lực là gì? Là con người. Nguồn lực là gì? Là thời gian. Vẫn là thiên nhân địa nhé. Thời gian là trời cho. Về gì ạ? Con người là nhân. Và tiền bạc chúng ta gọi là địa. Thiên nhân địa. Nó vẫn là cái nguồn lực đó. Vậy thì tóm lại nhà lãnh đạo tốt là người mà dẫn dắt tổ chức đạt được mục tiêu với ít nguồn lực nhất, với chi phí nguồn lực thấp nhất. Còn người tốt là người giúp được nhiều người nhất. Tốt lên nhé, khác nhau nhé. Người tốt là người giúp được nhiều người tốt lên nhất. Tốt không phải là ứng xử với nhau tốt nhé, mà giúp được nhiều người tốt, thậm chí chửi mà họ giúp được người ta tốt lên thì đấy vẫn là người tốt mà. Còn cái thằng, có những thằng nó khen nhưng nó xúi cho người ta xuống hố thì thằng đấy vẫn là thằng tệ mà. Cho nên chửi nó chỉ là hành vi, chưa chắc hành vi ấy đã là tốt hay xấu. Khen là hành vi tốt nhưng đứng về mặt bản chất chưa chắc đã phải là tốt hay xấu. Cho nên là người tốt là người mà có thể giúp được nhiều người tốt lên nhất thì đấy chính là người tốt, chứ không phải tốt cho nhau cái bánh, cái quà hay cái kẹo thì đấy là người tốt đâu. Còn nhà lãnh đạo tốt là dẫn dắt tổ chức đạt được mục tiêu với ít nguồn lực nhất. Vậy bắt đầu nó mới sinh ra là có nhà lãnh đạo thì người ta coi tiền là chủ chốt, tức là tài chính là chủ chốt. Vì vậy và họ coi con người là phương tiện. Tức là nếu như tôi bỏ tiền ra thuê anh mà anh không làm được, anh biết tôi tìm thuê người khác hết. Vì vậy không có vai trò con người ở trong này, không có vai trò của con người lòng tốt ở trong này nhé, mà chỉ là vai trò của đạt được mục tiêu của tổ chức thôi. Cho nên nguyên tắc tôi trả anh 40 triệu thì anh phải làm cho công ty tôi 60 triệu. Đấy là nguyên tắc. Vì vậy tôi đo mà anh làm cho công ty tôi chỉ có 40 triệu nhưng anh lĩnh lương 40 triệu, có nghĩa là anh đến đây anh làm cho anh ăn, chứ có đâu có phải anh làm cho tổ chức đâu. Mà tôi là nhà lãnh đạo thì tôi phải đạt được mục tiêu của tổ chức cơ mà. Anh biết. Còn ra ngoài đời tôi với anh là bạn và tôi sẽ giúp cho anh tốt lên. Đấy là việc của tôi. Còn trong tổ chức này thì anh là một mảnh ghép và anh không mang lại cái lợi ích cho tổ chức thì anh biết. Cho nên là những nhà lãnh đạo tốt họ rất cương quyết Họ đuổi người như gà, vì họ đo, họ cần hiệu quả giá trị của một con người đóng góp cho tổ chức. Cho nên là chúng ta đừng lẫn lộn giữa người tốt và nhà lãnh đạo tốt. Vì vậy là họ lấy cái tài chính, lấy cái giá trị doanh nghiệp, lấy cái mục tiêu tổ chức doanh nghiệp là gốc. Còn lại toàn bộ những cái thứ khác nó gọi là phương tiện. Mà đã là phương tiện thì có thể thay thế. Người cũng có thể thay thế. Hôm nay người này vào, mai người khác vào và người này ra. Đấy là chuyện bình thường. Đấy là nhà lãnh đạo tốt. Và nó khác với người tốt ở chỗ đó. Để anh hiểu. Vậy tóm lại, muốn trở thành một nhà lãnh đạo tốt, một, anh phải gì ạ? Xây dựng được chiến lược, hoạch định được cái chiến lược của tổ chức để đi đến cái mục tiêu của tổ chức. Cho nên đấy là một nhà hoạch định chiến lược là một. Nhưng kiểm tra cái hoạch định chiến lược đấy nó có tối ưu hay không thì người ta kiểm tra lại nguồn lực cần bao nhiêu, cần bao nhiêu thời gian, cần bao nhiêu con người, tức là cần bao nhiêu chi phí lương cho con người, cần bao nhiêu chi phí tài chính, cần bao nhiêu cơ sở vật chất. Thì cái đó nó gọi là hoạch định nguồn lực. Và như vậy là họ phải lập được chiến lược và hoạch định nguồn lực để đảm bảo đi đến cái mục tiêu. Và nếu như nguồn lực mà không có đủ thì cái chiến lược của họ nó gọi là lý thuyết. Ví dụ rất nhiều anh bảo là tôi biết thừa cái đấy là mua cái nhà để có lợi nhuận, nhưng mà tôi chỉ không có tiền thôi, chứ còn tôi có tiền là chết với tôi. Thế thằng nào chả nói được câu đấy. Vậy thì đứng về mặt hoạch định thì anh hoạch định được, nhưng anh không có nguồn lực, anh không hoạch định được nguồn lực là anh chết. Như vậy là nó cái thành lý thuyết. Như vậy là vai trò thứ hai, vai trò một của lãnh đạo là hoạch định chiến lược, vai trò thứ hai là hoạch định nguồn lực, vai trò thứ ba là đánh giá tính hiệu quả, đến vai trò thứ tư là tổ chức gì ạ? Tổ chức để vận hành chiến lược. Thì như vậy là có 4 cái vai trò cực kỳ quan trọng. Và họ ở đấy không hề có lòng tốt. Ở đấy toàn bộ là con số và tính hiệu quả. Và đấy chính là nhà lãnh đạo tốt. Đấy. Thưa anh chị, như vậy để chúng ta tránh tình trạng là hiểu giữa người tốt và lãnh đạo tốt. Và bản chất tại sao lãnh đạo vẫn cần phải người có tâm. Có tâm nó hoạch định chiến lược, có tài để hoạch định được nguồn lực, có tâm là giữ lời hứa. Là ví dụ là anh làm cho tôi được 10 đồng, tôi sẽ trả anh là 8 đồng. Anh làm cho tôi 20 đồng, tôi sẽ trả anh 16 đồng. Và người ta nói là người ta làm. Nói gì ạ? Một lời là như đinh đóng cột. Thứ hai, chúng ta cũng cần họ có tâm, là họ chia sẻ cái quyền lợi của tổ chức với quyền lợi của cá nhân một cách gì ạ? Cân bằng. Thì cái đó nó gọi là sự cân bằng BSC trong doanh nghiệp rồi ạ. Vậy thì tôi muốn làm rõ giữa người tốt và nhà lãnh đạo tốt để chúng ta tránh tình trạng bị lẫn lộn. Cho nên là lãnh đạo hay bị nhân viên nó chửi là thằng ấy không có tốt đâu, nó chả có tình nghĩa gì, mặt nó lạnh như tiền thì nó đuổi người, mà như là nó không có cái cảm giác gì ấy. Không, họ gánh trên vai cả một cái mục tiêu của tổ chức, nó khác hoàn toàn. Còn cái việc mà ra ngoài kia uống rượu anh em chơi với nhau, hay là về nhà gia đình với nhau, tốt với nhau, đấy là chuyện gì người tốt không phải. Rồi ạ. Cảm ơn anh.